Vâng, các bác ở đây là sáo đá này, một đôi sáo đá non bón từ nhỏ lên, ăn cám tốt rồi. Sáo đá, chân đá, mỏ đá, mình vẩy đá, một đôi sáo đá với một đôi sáo đen. Thì và các bác ở đây là hàng nuôi từ nhỏ thôi. Nuôi sáo đen này rất đẹp, ăn cám tốt rồi. Em gột bón từ nhỏ các bạn nhé. Đấy, con sáo đá con ở dưới dãi lông rất thuần. Và thông báo với các bác là hôm nay em đăng cái clip này là ngày mùng 4 tháng 9. Có nghĩa là ngày mai là mùng 5 là khai giảng cho học sinh. Ngày mùng 4 tháng 9 là hiện bây giờ là tại thời điểm là lúc 1 rưỡi buổi chiều là có một đôi chim cu gáy nó nhỡ thôi nhá, chỉ là nhỡ thôi. Nên là do cái việc kết hợp nhuần nhuyễn chưa có, hiện giờ đang ở văn phòng Mỹ Đình. Bạn nào theo dõi kênh chim cu gáy hay thì qua bên Mỹ Đình. Có thể là đặt em để đôi đấy giá gọi là giá xả hàng hữu nghị là 600k. Đấy, đôi chim cu gáy mãng ống phấn hồng biết mổ rồi. Đấy, bác nào theo dõi kênh thì giá này là giá giải quyết cho nó xong. Đó, chứ bình thường thì em bán hơn. Thế nên là đôi này nó biết mổ rồi. Một đôi chim cu gáy. Đấy, một đôi chim cu gáy đang ở văn phòng ở Mỹ Đình, do cái việc kết hợp với khách hàng nó chưa được khớp, nó có sự nhỡ đỗi ở Mỹ Đình. Bạn nào gọi điện sớm thì mình chốt cho là 600k, bạn nào gần bến xe Mỹ Đình qua đấy nhé. Em đăng clip đôi sáo đen và đôi sáo đá non bón từ nhỏ, hiện giờ là đã thuần rồi. Đây, ăn cám rồi đây. Đấy, bạn nhìn ăn cám. Đấy, ăn cám đấy, đấy. Và cả báo cáo như vậy. Số điện thoại của em là 033 5305982. Em đăng đôi sáo đen và đôi sáo đá nuôi từ non lên, và có một clip chim cu gáy biết mổ rồi. Giá xả hàng giải quyết vấn đề nhỡ nhàng là 600 tại Mỹ Đình trong buổi chiều ngày hôm nay. Và buổi bạn nào gọi điện sớm thì mình sẽ để cho. Đó, các bạn ở khu vực tỉnh miền Bắc thì chung là vẫn ok. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.